Chiều nay, Ban Pháp chế Hội đồng Chân dân thành phố có buổi làm việc với Công an huyện Hòa Văn về kết quả công tác 8 tháng đầu năm 2022. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Hòa Văn đã xảy ra 26 vụ phạm pháp hình sự, làm bị thương 5 người, thiệt hại tài sản khoảng 630 triệu đồng. Tội phạm về ma túy có giảm, nhưng người sử dụng trái phép xảy ra nhiều. Tội phạm trên lĩnh vực kinh tế môi trưởng tăng, nhưng biến phức tạp, nổi lên tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tên nạn cơ bạc, phát hiện 45 vụ và bắt giữ 241 đối tượng. Về tai nạn giao thông tăng trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm gói, làm chết 19 người, bị thương 21 người. Tại buổi làm việc với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, Công an huyện Hòa Văn kiến nghị thành phố hỗ trợ đầu tư nâng cấp hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Quan tâm hỗ trợ thêm trang thiết bị công tác, hỗ trợ tiền tăng ca làm việc ngoài giờ, hướng dẫn quy trình khai nghiệm và truy tại cộng đồng cho các trạm y tế xã tăng cường công tác xác sự công khai lưu động các vụ án vi phạm an toàn giao thông về cơ sở để săn đe giáo dục đảm bảo công tác phòng ngừa xã hội